tấm hình này gió nó cứ thổi bay hoài à. Vẫn để tấm hình này ở đây là chủ yếu là để lát hình dung đây là con cái con vật đó anh em. Ở đây buổi chiều mát ghê. Đây là giam nhút anh em. Thì hôm nay là Thuận rảnh, Thuận xin chia sẻ với anh em cái cách để đánh cái con này nè anh em. Con này một số nơi gọi là con hón, con giòn, có nhiều anh em còn gọi là nhím đuôi dài. Thì nó nhìn như con nhím mà cái đầu nó như con chuột cống anh em. Thì nếu mà muốn đánh con này thì anh em cần phải có cái file âm thanh. Cái file âm thanh thì bên Thuận chuyên cung cấp cái tiếng kêu anh em. Tiếng kêu thì anh em đã biết rồi đó, bỏ vô lo điều khiển anh em. Đây, đây là tay của nó anh em. Anh em có tiếng này mở lên nó nghe kêu nó ra. Thuận xin chèn cái bài nhạc vô để giữ lại bản quyền. Anh em nào cần thì liên hệ với Thuận để Thuận tư vấn cũng như chia sẻ cách làm. Thì như lúc nãy á, anh em thấy cái tấm hình để trên kia không, còn thấy hai cái lùm cây không? Thường thường thì loại này thì thường thường nó ở trong mấy cái khe núi, vách đá. Thì đó, cái chỗ đó đó, cái hình đó là để lát nữa Thuận ví dụ cho anh em đó là mình để lưới nha anh em. Tại mình có file rồi nên mình không có bắn nó bán không có giá trị. Thì lưới á, thì Thuận không có đem theo. Thuận ví dụ với anh em luôn. Ví dụ như đây là cái lưới nha anh em. Lưới là anh em lấy lưới dầu gà, nó cao khoảng chừng cao 2 mét anh em, dài từ 30 đến 50 mét. Thì anh em giăng cho nó dùng xuống là gấp lại vậy nè anh em, là cao còn 1 mét, dài ra là khoảng 15 mét nha anh em, 15 đến 20 mét là nó dùng lại. Thì anh em để hình chữ V vậy, thấy không, là anh em để giống như hồi nãy vậy nè. Đây là lưới nha anh em, là anh em đặt cái lo ở đây, thấy không. Thì khi đi ra rồi anh em mở tiếng lên đó, thì nó bò ra anh em. Khi nó bò vô cái hình chữ V, chữ V là giống như vậy đó. Chữ V là vậy anh, khi giống như là nó bò vô đúng không anh em, là anh em đi đằng sau lên anh em lùa nó vô anh em bắt. Rồi nói chung là Thuận chỉ hướng dẫn sơ lược vậy cho anh em thôi. Còn nếu anh em nào biết chi tiết hơn thì liên hệ số điện thoại này của Thuận nè. Thì Thuận là chuyên gia làm file của con này, với lại nhận làm các loại tiếng như chồng hương, chồng mớp, chồng đèn, mèo rừng, sóc, chim sẻ và các loại tiếng chim đánh di cư. Thì sắp tới là Thuận sẽ có những clip hướng dẫn chi tiết hơn, tại bây giờ là chưa có đủ nhân lực và những người giúp đỡ. Anh em like và đăng ký kênh, bình luận ở phía dưới cần cái gì, tiếng con gì và làm như thế nào thì anh em cứ phát huy thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em bấm vô kênh Sẵn 7 để coi thêm nha anh em. Cảm ơn anh em nhiều nha anh em. Chào anh em, chúc anh em có những ngày tháng vui vẻ và đi săn bắt đặc. Thuận biết là trên mạng có rất nhiều anh em vẫn còn đi đánh con hón này nè, hay còn gọi là con giòn, con nhóc, con suất, hay còn một số nơi gọi là nhím của đuôi dài anh em. Hay là con này là đầu nó như con chuột mà mình nó như con nhím mà cái đuôi nó có cái đuôi dài dài. Thì anh em thường đánh thủ công bằng bẫy kẹp nè, hoặc là anh em dùng mấy cái bẫy giống như bẫy tự chế thủ công như là bẫy diệu lào hoặc là bẫy vòng đồ. Thì bẫy kẹp này xài thì rất là ok anh em, nhưng mà bắt thì nó dễ bị thương và nó chết và nó rất là nguy hiểm. Thì bên Thuận thì bây giờ hướng dẫn với anh em, thì bên Thuận có cái tiếng đánh là chép trong cái thẻ nhớ nè anh em, với lại anh em có lo điều khiển từ xa, anh em có thể đánh bằng cái dây thòng lọng này nè. Dây thòng lọng này sắp tới là Thuận sẽ làm clip cho anh em coi, những anh em nào biết đánh thì ok. Thì đây là số điện thoại của Thuận, thì anh em nào cần tư vấn gì thì liên hệ với Thuận. Thì bên Thuận là chuyên gia bán các loại bẫy chim, tiếng chim, bẫy thòng lọng, bẫy giò và các loại khác
như là loa điều khiển từ xa, thì loa thì nó có sạc rồi túi rồi này kia, và cái chiếc loa quan trọng nhất là anh em phải có cái thẻ nhớ. Thẻ nhớ là cái này nè anh em ha. Đó, khi anh em có cái thẻ này thì trong này nó có cái file. Cái file là cái này, để mình mở thử cho anh em nghe. Đó, đây là file của con hón. Là khi anh em đặt bẫy ra, anh em mở cái file này lên, nó nghe kêu là tự động nó sẽ tìm đến. Anh em thấy không? Bẫy bằng cái dây này, mình treo cái cây lên đây nè, mình treo cái vòng nó lên như vậy nè. Nó đi thì nó sẽ đốc cái đầu qua đây. Cái này cũng có thể đánh được cả trồng hương. Thì Thuận bên Thuận thì có clip đánh trồng hương đâu này nọ đầy đủ hết. Anh em có thể tìm bằng cách coi cái link ở bên dưới. Anh em bấm vào link bên dưới cho Thuận. Thì cái tiếng này là tiếng đánh, anh em mở lên nó nghe nó sẽ ra. Đó, đây là tiếng của con tròn mèo rừng. Con mèo rừng cáo mèo. Bên Thuận có rất nhiều tiếng. Đó, sóc đen. Sóc đen. Đây là tiếng con trường hương, và tất cả các loại tiếng chim chồn, sóc, thú rừng, tiếng chim sẻ và tiếng chim đánh di cư. Thuận chèn cái bài nhạc lên cái tiếng này để giữ lại bản quyền, nhưng anh em cần thì Thuận sẽ không để cái nhạc vô và bán cho anh em là cái bài gốc như vậy. Rồi, anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại để Thuận tư vấn thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye anh em. Sắp tới là Thuận sẽ làm clip đi bẫy thực tế. Mong anh em xem và tìm hiểu thêm. Cảm ơn anh em.